Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024, tức ngày 21 tháng 4 năm Giáp Thìn. Bản tin sẽ cập nhật những tin tức Phật sự đáng chú ý sau đây. Đồng Tháp, Ban trị sự Phật giáo tỉnh họp thường lệ tháng 4 năm Giáp Thìn. Quảng Nam, Chư Tăng các huyện phía Nam tỉnh kiết giới an cư Phật lịch 2568. Trà Vinh khai giảng lớp trung cấp văn thư hành chánh. Thành phố Hồ Chí Minh lễ khánh tạ Tam Bảo và tưởng niệm lần thứ 14 Hòa Thượng Thích Quảng Tâm tại tu viện Vĩnh Đức. Lào, lễ hóp xong, nét đẹp văn hóa tôn vinh Chư Tăng đức hạnh. Sau đây kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, chùa Bửu Quang, thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức phiên họp thường lệ. Phiên họp do Hòa Thượng Thích Chương Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chủ trì. Cùng tham dự phiên họp có chư tôn đức là Phó ban Ban trị sự, Thư ký Bộ phận Văn phòng, Trưởng phó các ban ngành chuyên trách và Ban trị sự các huyện, thành phố. Phiên họp đã triển khai các nội dung như báo cáo Phật sự tháng 4 năm Giáp Thìn, báo cáo kết quả đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Thông qua các công văn văn bản của Hội đồng trị sự và cơ quan chính quyền, cử nhân sự tham dự lễ phát động chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các công tác Phật sự của các ban trị sự huyện, thành phố, cũng như một số nội dung có liên quan khác. Qua báo cáo trong tháng qua, văn phòng ban trị sự đã tiếp nhận 19 hồ sơ về các lĩnh vực như tiếp nhận thông báo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đại giới đàn Nhật Huệ năm 2024, tờ trình của Trường Trung cấp Phật học tỉnh về việc chiêu sinh khóa 10, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2024. Đồng thời, văn phòng thường trực cũng phát hành 13 công văn về bổ nhiệm trụ trì, thành lập ban quản trị ở các tự viện, thông bạch về tổ chức khóa tu mùa hè, xây dựng công trình phụ ở các tự viện có nhu cầu. Ban trị sự tỉnh giới thiệu cho 3 ni sinh tham dự tuyển sinh cử nhân Phật học, giới thiệu 4 giới tử đi thọ giới tại Cần Thơ, 5 vị xuất gia ở các tự viện, tổ chức khai giảng 3 điểm an cư kiết hạ năm 2024 và các công tác hoạt động khác trong mùa Phật đản, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng. Theo đó, cuộc họp thường lệ tháng 4 cũng triển khai nhiều vấn đề quan trọng trong phương hướng hoạt động Phật sự cho tháng 5 và những tháng kế tiếp của năm, như tham dự lễ phát động chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh, dự kiến thời gian thăm các đạo tràng an cư kiết hạ, tham dự lễ bổ nhiệm trụ trì ở các tự viện, lập kế hoạch tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, giải quyết các vấn đề còn tồn động. Đúc kết phiên họp, Hòa Thượng Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tán thán chư tôn đức các ban trị sự cấp huyện, thành phố đã triển khai được tinh thần quan trọng của Hội đồng trị sự trong sinh hoạt tu tập, được diễn ra an toàn phù hợp đạo pháp. Mong quý chư tôn đức của 12 huyện, thành phố thông tin các công tác Phật sự đến với tăng ni ở các tự viện, luôn tuân thủ hiến chương của giáo hội, pháp luật của nhà nước để hướng dẫn tín đồ tu tập thật tốt. Vào sáng ngày 27 tháng 5, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Giáp Thìn, Chư Tăng các huyện phía Nam của tỉnh Quảng Nam đồng phân tập về chùa Tịnh Độ, phường Hòa Hưng, thành phố Tam Kỳ, kiết giới cấm túc an cư trong 3 tháng. Sau khi tắc lễ đối thú an cư, Chư Tăng tắc pháp yết ma, xưng dây tướng của nội ngoại giới và khai chuông bảng. Đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ dành cho Chư Tăng ở các huyện phía Nam, Quảng Nam tham gia kết giới an cư tu học. Có 94 vị tỳ kheo, 7 sa di và 5 điệu. Tại đây, Chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chứng minh Đạo tràng, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm Thiền chủ, Thượng tọa Thích Tịnh Châu làm Chúng trưởng Hạ trường. Trong suốt 3 tháng an cư, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành, các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày, thực hiện Bồ Tát mỗi tháng 2 lần, vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch.
đạo tràng tổ chức khóa tu bát quan trai dành cho Phật tử. Dịp này, Đại Đức Thích Quảng Hòa đại diện cho chư tăng huynh đệ Pháp Lữ và quý Phật tử tác pháp cúng dường hiện tiền Đại Tăng nhân buổi quá đường đầu tiên. 3 tháng an cư kết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư tăng ni dành trọn thời gian cho việc tu học, trang nghiêm giáo hội, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phúc thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng ni an cư tu học. Tiếp tục bản tin với các Phật sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng trường Cao đẳng nghề tỉnh long trọng tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Văn thư hành chánh khóa học 2024-2025 tại hội trường trường Cao đẳng nghề cơ sở 1 xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Tạch Sọt San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Chí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni học viên tham dự. Đại diện chính quyền có bà Bùi Thị Nhã Hiền, Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Vinh, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Trà Vinh, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề tỉnh Trà Vinh, cùng ban giám hiệu và giảng viên trường. Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Chí Minh phát biểu chào mừng đến toàn thể đại biểu tham dự cùng tăng ni học viên, lời chúc thành công tốt đẹp. Hòa thượng cho biết, đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác đào tạo tăng ni đảm trách các vai trò nòng cốt của Phật giáo. Việc hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục thể hiện sự nỗ lực không ngừng của ngành Phật giáo trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý điều hành tại các cơ quan tổ chức Phật giáo. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phân công cho là trường Trung cấp Phật học của tỉnh Trà Vinh phối hợp với trường Cao đẳng nghề của tỉnh Trà Vinh để xây dựng một chương trình kế hoạch để đào tạo cái lớp văn thư hành chánh nhằm mục đích để tạo một cái kiến thức cơ bản, kỹ năng và lãnh đạo và soạn thảo về cái văn thơ giúp cho cái công tác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để được ổn định và phát triển tốt trong các cái về các cái văn bản về liên quan đến hành chánh. Bên cạnh đó, trường Trung cấp Phật học sẽ đóng vai trò cung cấp những kiến thức chuyên sâu về Phật pháp, lịch sử, triết học Phật giáo với các học viên nền tảng vững chắc về mặt tư tưởng và văn hóa Phật giáo. Hòa thượng nhấn mạnh, trường Cao đẳng nghề sẽ bổ sung các kỹ năng thực hiện chuyên môn về quản lý hành chánh, văn thư, nhân sự. Sự kết hợp hài hòa giữa hai khối kiến thức này sẽ tạo nên một chương trình đào tạo toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một cán bộ hành chánh giáo hội trong thời đại mới. Hòa thượng hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tin rằng, với sự phối hợp chặt chẽ của hai trường, chương trình này sẽ đào tạo ra những cán bộ giáo hội vừa có tinh thần Phật giáo sâu sắc, vừa được trang bị những kỹ năng quản lý hành chánh hiện đại. Tăng ni sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần đưa công tác quản lý điều hành của giáo hội các cấp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi lễ, thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, đối với ngành văn thư hành chánh không thể thiếu trong hoạt động các cơ quan tổ chức, dù lớn hay nhỏ, các cơ quan muốn thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình đều phải sử dụng văn bản tài liệu để phổ biến các chủ trương chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi phối hợp công tác, ghi lại sự kiện theo hoạt động hàng ngày, làm tốt văn thư, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc của cơ quan. Vì vậy, làm tốt công tác văn thư sẽ giúp lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo công việc chính xác hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ lớp học. Được biết, lớp Trung cấp văn thư hành chánh lần này có 30 tăng ni học viên đăng ký khóa học 2024-2025. Lớp học trải qua 1.5 năm, học kỳ 1 các môn giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, quản lý nhà nước, quản trị văn phòng, tiếng Việt thực hành. Học kỳ 2 các môn tinh học văn phòng, nhập môn công tác văn thư và quản lý, sử dụng con dấu, văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản, thực hành soạn thảo văn bản, thực hành quản lý văn bản đến văn bản đi, lập hồ sơ và nộp hồ sơ tài liệu và lưu trữ cơ quan quản lý văn bản trong.
Học kỳ 3, các môn nghiệp vụ lưu trữ, thực hành lập hồ sơ, tổ chức sự kiện, thực tập tốt nghiệp. Các kỳ thi, học kỳ, học viên sẽ thi thuyết giảng và thực hành. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 5 tại Thư viện Vĩnh Đức, số 57 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khánh tạ Tam Bảo sau 24 năm xây dựng và tưởng niệm lần thứ 14 Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện Viên Tịch. Quang Lâm chứng minh tham dự có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tính, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Hộ Chánh, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức, Chư Tôn Đức Ban chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, các tỉnh thành, quận huyện lân cận, đại diện chính quyền thành phố Thủ Đức, phường Bình Trưng Tây, tăng ni Phật tử các nơi về tham dự. Sau phút nhập từ bi quán, niệm Phật cầu gia bị, các Phật tử tu viện Vĩnh Đức dâng lên những đóa hoa tươi thắm, bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ cúng dường mừng ngày khánh đản tạ ngôi Tam Bảo. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu trụ trì tu viện Vĩnh Đức sơ lược về tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện và báo cáo sơ lược tiến trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức. Hòa Thượng Thích Quảng Tâm sinh năm 1947 tại làng Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1972, Hòa Thượng khai sơn chùa Vĩnh Đức, dân làng hay gọi là chùa Lá, tại vùng Bình Trưng, Thủ Đức. Nơi đây, cố Hòa Thượng đã tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, mở cô nhi viện, các lớp học miễn phí giúp đỡ các em học sinh nghèo. Năm 1982, Hòa Thượng được cung thỉnh tham gia vào chức vụ Phó Ban đại diện Phật giáo Thủ Đức. Với hoài bão tiếp tăng độ chúng, năm 1984, Hòa Thượng đã chính thức khánh thành chùa Vĩnh Đức với diện tích chưa đầy 60m². Đến năm 2000 thì chính thức khởi công xây dựng Đại Hùng Bảo Điện Chùa. Năm 2010, Hòa Thượng đã xả bỏ báo thân khi công việc đang còn dang dở. Từ đó đến nay, trải qua 14 năm, thì công trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức cũng được đệ tử là Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu tiếp nối và hoàn thiện, với các hạng mục chính như đỉnh tháp Tam Bảo 3 tầng, Đại Hùng Bảo Điện, giảng đường Trí Hưng, cổng Tam Quan với mô hình tháp Đại Giác, Bồ Đề Đạo Tràng. Ban đạo tự chứng minh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tính chúc mừng và tán thán công đức của Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu và chư tăng Phật tử tu viện Vĩnh Đức sau 14 năm kế thừa, tiếp nối Phật sự Hòa Thượng Thích Quảng Tâm nay đã thành tựu viên mãn. Trưởng lão Hòa Thượng cũng sách tấn chư tăng và Phật tử tiếp tục phát triển tu viện để hướng dẫn Phật tử tu học, góp phần báo đáp công ơn của Thầy Tổ cũng như phát triển Phật giáo tại địa phương. Cuối buổi lễ, chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể hội chúng thành kính trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm lần thứ 14 Hòa Thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện Viên Tịch. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Giáp Thìn, với tinh thần tri ân hiếu kính, môn đồ Pháp Quyến chùa Tháp Linh, ấp 1 xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã thành tâm tổ chức lễ tưởng niệm 46 năm ngày mất thầy Thích Thiện Chơn và lễ huy kỵ lần thứ 15 của Thượng tọa Thích Thanh Trí, đồng thời công bố quyết định trụ trì chùa Tháp Linh. Trên tinh thần Pháp Lữ Đại Thừa, về tham dự của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phước Thông, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Thuần, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức Thường trực Ban trị sự huyện Tháp 10, tăng ni trụ trì các tụ viện cùng đông đảo Phật tử và bà con nhân dân địa phương cùng về tham dự. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thành kính với phần nghi thức niêm hương tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công đức cao dày của hai vị thầy trong việc giữ gìn tôn tạo ngôi Già Lam Tháp Linh để cho hàng đệ tử hiện tại có nơi sinh hoạt tu học chánh đạo giải thoát, hoằng dương Phật Pháp và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh cho Thượng tọa Thích Minh Sơn, thế danh Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1966. Thượng tọa Thích Minh Sơn có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự, giữ gìn giáo sản tại chùa Tháp Linh, đúng theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Thượng tọa Thích Minh Sơn phát nguyện tại buổi lễ sẽ cống hiến hết sức mình để tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp của hai vị thầy tiền nhiệm, góp phần xây dựng chùa Tháp Linh ngày càng phát triển, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần phụng sự nhân sinh với phương châm sống tốt đời đẹp đạo.
Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, trong khuôn khổ buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Sơn, tân trụ trì chùa Tháp Linh, thay mặt Quý Mạnh Thường Quân trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Sáng ngày 25 tháng 5, nhằm ngày 18 tháng 4, năm Giáp Thìn, Thượng tọa Thích Huệ Pháp, trưởng ban kinh tế tài chánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, diện chủ chùa Phước Minh, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã tham dự lễ bế giảng và tặng quà cho các em học sinh tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Điện Minh. Thay mặt quý Phật tử Mạnh Thường Quân hỗ trợ chương trình tặng quà, Thượng tọa Thích Huệ Pháp chia sẻ, trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy cần phải hỗ trợ tốt nhất để các em đều được đến trường học tập, trao dồi kiến thức, tạo điều kiện phấn đấu vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn, là công dân có ích cho xã hội. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng cũng mong giúp cho gia đình các em giảm đi phần nào nỗi lo khi các em bước vào năm học mới. Theo đó, 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng mỗi em một bộ sách giáo khoa và phong bì tiền mặt. Học sinh toàn trường dự lễ bế giảng đều được tặng ram vỡ, tổng cộng 370 ram vỡ. Kinh phí cho chương trình từ thiện lần này là hơn 30 triệu đồng. Kính thưa quý vị, xin được chuyển qua tin tức bản tin 20 giờ vừa cập nhật. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5 2024 tại chùa Wat Chom Thong, thành phố Tha Khẹt, tỉnh Kham Muang ở Nam Lào, một ngôi chùa cổ có niên đại 1.000 năm đã trang nghiêm diễn ra lễ Hót Son, tôn vinh chư tăng đức hạnh với nhiều nghi thức truyền thống. Lễ tôn vinh các nhà sư phẩm hạnh Apisika gọi là Bokonhok, đó là truyền thống Phật giáo cổ xưa của người Lào nhằm ghi nhận công đức của các tu sĩ có nhiều đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự, truyền bá Phật Pháp, an sinh xã hội, hộ quốc an dân, công tác đối ngoại đoàn kết hòa bình hữu nghị. Buổi lễ có sự hiện diện tôn quý của Thượng tọa Damrong Phimachak, trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Thượng tọa Paukham Kalpathom, phó trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương Lào đến chúc mừng các học trò. Cùng chung vui chúc mừng lễ tôn vinh các nhà sư đức hạnh với nhân dân Phật tử Lào, đoàn chư tăng Phật tử thành phố Đà Nẵng, Việt Nam do Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, trụ trì chùa Tam Bảo tham dự và chúc mừng. Lễ Hót Son diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như lễ cúng Tam Bảo, cầu nguyện quốc thái dân an, lễ đặt bát hội, bộ chỉ cổ tay chúc phúc cầu an, nhiễu Phật cúng dường đại tháp xá lợi kim thân Phật, lễ tặng bằng khen vinh danh chúc mừng đến quý chư tăng đạt thành tích xuất sắc do trưởng lão hòa thượng Notekel Namisai, đệ nhất giáo phẩm ban chứng minh Phật giáo tỉnh Kham Muang trao tặng. Hòa thượng Van Phen Sayasune, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Kham Muang, trụ trì chùa Phat Pen hoan hỷ chia sẻ. Buổi lễ Hót Son tôn vinh các nhà sư đức hạnh, thể hiện tình cảm đoàn kết yêu thương gắn bó giữa người dân Phật tử dành cho các nhà sư quý kính có nhiều công đức đóng góp tại địa phương cho quê hương đất nước. Phẩm hạnh gương sáng của người xuất gia đó chính là nguồn sinh lực của tăng già và là kim chỉ nam cho mọi sự sinh hoạt tăng đoàn. Cuối chương trình, mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chư tôn đức tăng ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisupso@gmail.com. Kính chúc chư tôn đức và quý vị thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.